Không lâu sau thất bại một năm muối mặt trước đại kinh địch Barcelona, ban lãnh đạo Real Madrid đã đưa ra quyết định sa thải Julen Lopetegui và bổ nhiệm huấn luyện viên đội B là Santiago Solari làm huấn luyện viên tạm quyền. Một thông báo ngắn gọn từ trang web chính thức của Real Madrid cho hay, sau cuộc họp ngày hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2018, ban giám đốc Real Madrid đã đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với Julen Lopetegui. Quyết định này được thực hiện nhằm hướng đến một cuộc cách mạng, một sự thay đổi nơi đội bóng khi tất cả các mục tiêu mà chúng ta đều chưa đạt được. Những nguồn tin uy tín nhất từ Tây Ban Nha khẳng định Antonio Conte mới là mục tiêu số 1 của Real Madrid, nhưng vị chiến lược gia người Italy đã từ chối thỏa thuận vì còn hợp đồng với Chelsea và nhận thấy đây chưa phải lúc thích hợp để đảm nhận vai trò này. Trong bài phỏng vấn mới nhất trên tạp chí France Football, Cristiano Ronaldo đã công khai tiết lộ lý do anh dứt áo rời Santiago Bernabeu. Anh khẳng định không ra đi vì tiền mà vì sự thay đổi lạnh lùng của Florentino Perez. Ông ấy chỉ xem tôi là mối quan hệ kinh doanh, tôi biết điều đó. Những gì ông ta nói với tôi chưa bao giờ là những lời thật lòng từ trái tim. Tôi có cảm giác rằng ở Real Madrid, đặc biệt là từ phía chủ tịch, họ không còn nhìn nhận tôi như những ngày đầu. Trong khoảng 4-5 năm đầu tiên, tôi có cảm giác như mình là Cristiano Ronaldo. Nhưng sau đó, chủ tịch nhìn tôi bằng con mắt khác, như thể tôi không cần đối với họ. Đó là lý do chính khiến tôi nghĩ đến chuyện ra đi. Đôi lúc đọc báo xem họ nói gì khi tôi yêu cầu ra đi, tôi luôn có cảm giác rằng ông ta không sẵn sàng giữ tôi lại. Nếu ra đi vì tiền, tôi đã có thể tới Trung Quốc. Ở đó tôi có thể kiếm số tiền gấp 5 lần ở Juventus hay Real. Tôi không đến Juventus vì tiền. Ở đây tôi hưởng lương ngang với Real Madrid. Sự khác biệt là Juventus thực sự muốn có tôi. Họ nói rất rõ ràng và thể hiện được điều đó. Ronaldo đã trải lòng và quyết định rời Real Madrid. Đó là toàn bộ những chia sẻ của anh về cuộc sống tại Madrid. Và dĩ nhiên, nó chỉ làm nỗi đau của các Madridista thêm đau hơn. Rạng sáng nay, Man City đã vượt qua cửa ải mang tên Tottenham với thắng lợi tối thiểu 1-0, qua đó vững vàng thành tích bất bại. Đội bóng của Pep Guardiola đã tái chiếm ngôi đầu bảng mà Liverpool đã giữ lấy trong ít giờ trước. Cũng liên quan tới Liverpool, Loris Karius sau khoảng thời gian được đem cho mượn tại Besiktas đang đứng trước nguy cơ bị trả về ngay trong tháng giêng. Lý do là thủ thành này chỉ chơi tốt một vài trận mở đầu. Sau đó, đâu lại vào đấy, anh liên tục mắc sai lầm, đặc biệt là khả năng chọn vị trí của thủ môn này vô cùng kém. Trước phong độ tệ hại và tâm lý bất ổn của top ngành, ban lãnh đạo câu lạc bộ Besiktas đã cân nhắc nghiêm túc về khả năng trả thủ môn người Đức này về Anfield ngay mùa đông 2019. Kênh truyền hình TYC Sports của Argentina ngày hôm qua đã đưa tin Real Madrid đã chấp nhận khoản phí 23 triệu euro cho River Plate để đổi lấy sự phục vụ của Ezequiel Palacios. Palacios năm nay mới 20 tuổi là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Argentina nhiều năm trở lại đây. Tiền vệ sinh năm 98 được cho là đang nhận nhiều sự quan tâm từ khắp các câu lạc bộ lớn tại châu Âu, trong đó có cả Barcelona, Atletico Madrid và Inter. Cũng theo nguồn tin trên, nhà đương kim vô địch Champions League sẽ ký hợp đồng chính thức với River Plate ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Tuy nhiên, Ezequiel Palacios vẫn sẽ tiếp tục ở lại Argentina để thi đấu cho River đến hết mùa giải. AFF Cup 2018 đang đến rất gần và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã công bố về giá vé vòng bảng AFF Cup 2018, trong đó trận giao hữu giữa Việt Nam và Malaysia đắt hơn so với trận gặp Campuchia. Cụ thể, trận Việt Nam-Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 16 tháng 11, có 4 mệnh giá 150.000, 200.000, 300.000 và 400.000 đồng. Trong khi đó, trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra vào lúc 19:30 ngày 24 tháng 11 có 3 mệnh giá 100.000, 200.000 và 300.000 đồng. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trận đấu với Malaysia có tính chất quan trọng hơn, quyết định đến tấm vé vào chơi trận bán kết của đội tuyển Việt Nam. Đồng thời đó cũng là trận đấu mang tính định đoạt ngôi đầu bảng.